Vâng, em xin chào toàn thể tất cả các bác đến với kênh YouTube của Hoàng Nam Audio. Và hôm nay em xin phép được quay clip giới thiệu đến toàn thể các bác một chiếc đẩy Crown Macrotech 3600VZ. Vâng, trong tình trạng phải nói là đẹp xuất sắc các bạn. Vâng, thì em xin phép được quay chi tiết để các bác nắm rõ hơn về chi tiết của sản phẩm. Vâng, mặt trước của sản phẩm đó là Crown Macrotech 3600VZ. Vâng, và em cũng đã mở nội thất ruột gan ra rồi. Và sau đây em xin phép được đi vào trọng tâm của nội thất ruột gan để quay cho toàn thể các bác được nắm rõ về chi tiết. Vâng. Dạ vâng, đây những con sò vương miện và bên trong đây là những con tụ. Phải nói là còn rất là đẹp, rất là mới các bác ạ. Cả PIP đấy. Vâng. Đây là những con sò đây các bác, 8187 và đây là 8188 các bác, 8188 này các bác. Và cọc loa dây nguồn vâng, rất là khủng. Dạ vâng, rất là đẹp các bác ạ. Các bác nhìn này, từ những chiếc tem mác cánh quạt vâng, rất đẹp. Vâng, và những con ốc này các bác nhìn này, còn độ mới, rất là mới các bác ạ. Vâng. Đây là hai biên thế phải nói rất là to. Vâng. Và ở đằng sau đây ạ, vâng, những sợi dây nguồn phải nói là rất khủng bố, rất khủng của Crown. Vâng, nó là made in USA và chạy điện 120V toàn thể các bác nhé. Vâng. Chủ nghĩa rõ nét chi tiết. Vâng, mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ em qua số điện thoại 077-922-8891 để em có thể được tư vấn chi tiết nhất cho toàn thể các bác. Và các bác có thể bấm vào nút đăng ký kênh cũng như là bấm vào nút chuông để theo dõi những chương trình ưu đãi đặc biệt dịp cuối năm này của bên em và những video clip về sản phẩm mới. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác.